Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại chùa Đông Linh, hay còn gọi là chùa Hang, được tọa lạc tại 290 xẹt 5C, ấp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay giờ đây xin mời quý vị và các bạn cùng tôi tham quan chiêm bái ngôi chùa nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào cô. Dạ, em vào. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Thập Nhất Diện Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sanh.
Kính thưa quý vị và các bạn, đây là nơi Đức Phật thuyết pháp độ năm anh em Kiều Trần Như. Năm anh em Kiều Trần Như bao gồm Kiều Trần Như, Bạc Đề, Thập Lực, Mahanam và Ác Bệ, chính là những người đồng tu khổ hạnh cùng Đức Phật thời người chưa đạt giác ngộ. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là câu Thi Na nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tịnh Dương xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video. Nếu quý vị thấy video hay, xin hãy chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh để giúp mình có thêm động lực tạo ra những video hay hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.